Ủy ban bầu cử tuyên bố giấc mơ Georgia đã giành được gần 54 số phiếu bầu và giành chiến thắng. Còn các đảng đối lập phản đối kết quả này và các giám sát viên báo cáo những vi phạm đáng kể. Tổng thống Vili, một đồng minh cũ của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia, đã trở thành người chỉ trích gay gắt đảng này. Bà không công nhận kết quả và cho rằng cuộc bầu cử có gian lận. Hiện nay, hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã kiểm xong phiếu bầu. Kết quả nói trên là một đòn giáng mạnh vào những người Georgia ủng hộ phương Tây và củng cố vị thế của đảng cầm quyền thân Nga. Đảng Giấc mơ Georgia sẽ giành được nhiệm kỳ thứ tư với 89 ghế trong quốc hội. Bốn đảng đối lập ủng hộ phương Tây giành được tổng cộng 61 ghế.